Bồ Đào Nha là đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023. So với trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ, thử thách lần này của thầy trò ông Mai Đức Chung có độ khó thấp hơn nhưng cũng không hề dễ dàng. Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam. Vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng FIFA cho thấy điều đó. Đội tuyển Bồ Đào Nha xếp hạng 21 thế giới, hơn đội tuyển nữ Việt Nam tới 11 bậc. Bồ Đào Nha 0-1 Hà Lan. Cũng như đội tuyển nữ Việt Nam, Bồ Đào Nha lần đầu tiên tham dự World Cup bóng đá nữ. Họ giành quyền đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thông qua suất playoff, sau khi đứng thứ hai tại bảng H của vòng loại khu vực châu Âu. Ở vòng loại, Bồ Đào Nha xếp sau đội tuyển Đức và chỉ hơn Serbia một điểm để có suất tham dự playoff châu lục. Đội bóng này lần lượt vượt qua Bỉ và Iceland, sau đó thắng trận playoff liên lục địa với Cameroon để giành quyền tới World Cup 2023. Bóng đá nữ Bồ Đào Nha mới phát triển trong khoảng gần 10 năm gần đây. Những ngôi sao xuất sắc của họ phần lớn đều thi đấu trong nước cho các đội bóng hàng đầu là Benfica, Sporting CP và Braga. Làng FC, đội bóng huỳnh như khoác áo ở mùa giải năm 2022-23 không đóng góp cầu thủ nào cho đội tuyển quốc gia. Huỳnh như cầu thủ đẳng cấp cao nhất của đội tuyển nữ Việt Nam rất nỗ lực mới có suất thi đấu thường xuyên ở làng FC. Đội bóng của Huỳnh như thường thua Benfica, Sporting, Braga, những câu lạc bộ hàng đầu đóng góp phần lớn cầu thủ cho đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số rất đậm. Đây là phép so sánh gần gũi nhất để người hâm mộ hình dung được tương quan trình độ giữa các tuyển thủ Việt Nam và Bồ Đào Nha. Theo đánh giá của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, Jessica Silva là cầu thủ hàng đầu của Bồ Đào Nha. Cô cũng là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên vô địch UEFA Champions League khi khoác áo Lyon ở mùa giải năm 2019-20. Bên cạnh đó, Tatiana Pinto cũng là gương mặt đáng chú ý. Cô giúp Levante về thứ ba ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, chỉ đứng sau Barcelona và Real Madrid. Bồ Đào Nha đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Francisco Neto. Nhà cầm quân 42 tuổi đã có 9 năm nắm quyền ở đội tuyển quốc gia, cùng các học trò tham dự Euro 2017 và 2022 nhưng chỉ xếp cuối bảng. Tại World Cup 2023, đội tuyển Bồ Đào Nha đặt mục tiêu tiến sâu nhất có thể. Ở bảng đấu có Mỹ và Hà Lan, cơ hội để đội tuyển nữ Bồ Đào Nha làm điều này không cao. Ở trận ra quân, Bồ Đào Nha thua Hà Lan với tỷ số 0-1. Tuy nhiên đó là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Neto thể hiện sự thua kém đáng kể so với đối thủ. Đội tuyển Bồ Đào Nha để Hà Lan tung ra 12 pha dứt điểm, 5 lần trúng đích, nhưng 9 lần trong số đó được thực hiện trong vòng cấm. Dù vẫn bộc lộ nhiều sơ hở, Bồ Đào Nha có các hậu vệ nhanh và chơi bóng mạnh mẽ. Đây sẽ là thách thức lớn cho Huỳnh Như và các cầu thủ tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam nếu muốn có bàn thắng đầu tiên ở sân chơi World Cup. Ở mặt trận tấn công, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ dốc toàn lực ở trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam bởi đây là cơ hội tốt nhất để họ giành 3 điểm đầu tiên. Các học trò của ông Mai Đức Chung sẽ phải đối mặt với đối thủ có quyết tâm không hề thua kém, trong khi trình độ chơi bóng nhỉnh hơn. Thầy trò ông Mai Đức Chung từng đối đầu với một đội bóng ở vị trí gần tương đương Bồ Đào Nha là New Zealand, hạng 26 thế giới. Sức tấn công của đội bóng châu Âu này không mạnh như đội tuyển Mỹ nhưng nhìn chung họ vẫn vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam.